Ok, này cảm ơn hai chị đã một chút thời gian, là cũng do NIT ICT Hà Nội cũng biết được một số cái thông tin liên quan đến nhân sự là học viên của NIT đang công tác tại công ty của mình. Vậy thì cái lời đầu tiên là cũng mong muốn là hai anh chị là giới thiệu đôi nét về bản thân của mình để cho mọi người cũng nắm được. Vâng, xin mời chị trước. Chào anh, em là Liên, em phụ trách phòng hành chính nhân sự của công ty cổ phần giải pháp Thiên Hoàng. Thế còn anh? Mình là Hà, hiện giờ thì mình đang phụ trách trung tâm nghiên cứu phát triển của công ty Thiên Hoàng. Vâng. Chắc là trung tâm mình là nơi có đông nhất học viên của NIT đang làm việc ở đây. Vâng. Thì về cái lịch sử hình thành của cái đơn vị của mình ấy, thì anh chị có thể cho biết là doanh nghiệp của mình là năm nay đã hoạt động được bao nhiêu năm, và cái mảng mà mình hoạt động chính ấy, là nó thiên về cái mảng gì được không? Công ty cổ phần giải pháp Thiên Hoàng thì được thành lập từ năm 2007, đến nay đã có hơn 13 năm phát triển với đội ngũ kỹ sư lên tới hàng trăm người. Và công ty chúng tôi thì chủ yếu hoạt động về lĩnh vực công nghệ thông tin, cung cấp giải pháp, rồi là phần cung cấp giải pháp phần mềm cho khối chính phủ. Cũng rất là dài rồi, và NIT cũng rất là vinh dự khi được hợp tác cùng với cả Thiên Hoàng là một thời gian là cũng rơi vào khoảng là 5-6 năm đấy nhỉ. Vậy thì trong cái thời gian đấy thì cũng rất nhiều học viên của NIT là đang làm việc tại công ty của mình. Vâng, câu hỏi đầu tiên này cũng dành cho chị Liên, về chị bên nhân sự. Vậy thì trong cái số lượng các bạn học viên mà đã sang bên Thiên Hoàng vừa thực tập vừa đi làm ấy, thì ở góc độ vai trò là nhân sự, chị đánh giá như thế nào về cái ý thức cũng như cái tổ chức của các bạn? Qua cái quá trình Thiên Hoàng hợp tác với bên NIIT thì đã có rất là nhiều học viên của NIIT sang Thiên Hoàng thực tập, và qua quá trình quan sát thì tôi cũng đánh giá cao về cái ý thức và cái ý thức tổ chức của các bạn trong quá trình thực tập. Okay. Và làm việc ở Thiên Hoàng. Vậy thì còn cái vấn đề về chuyên môn thì thế nào anh Hà? Ở đây chúng ta vừa xét góc độ vừa thực tập vừa là học viên làm chính thức ấy, thì chắc là ở bên này thì thường thường là học viên là vào thực tập xong là làm việc luôn tại Thiên Hoàng. Vậy thì anh có thể đánh giá như nào về cái tốc độ bắt kịp về chuyên môn của các bạn đối với cả cái những yêu cầu của công ty mình? Thì trong quá trình các bạn sang đây thì đầu tiên các bạn vẫn qua giai đoạn thực tập và đánh giá. Đánh giá xong thì mới quyết định là các bạn vào dự án thực tế hay không. Vì đa phần các bạn học viên sang thì một phần lớn các bạn là sinh viên. Trong quá trình mà mình đánh giá thì cái đánh giá chung của mình ấy, như chương trình trước đây thì cơ bản là các bạn tham gia khá là ổn, các bạn sớm có thể theo đuổi cái chương trình mà công ty đang chạy, vào được các dự án cũng như học được các công nghệ cũng như khả năng học hỏi là tương đối ổn. Một phần cũng vì cái chương trình đào tạo được dựng lên ấy, thì trước đây đã bám theo cái bộ khung đào tạo của công ty mình rồi, và các cái kiến thức cơ bản nhất mà mình thấy cần phải có để khi vào dự án thì đã đều được đưa vào bộ khung trình đào tạo khi mình tham gia và cùng tham gia dựng bộ trình đào tạo đó. Thành ra là thay vì mình phải đào tạo ở công ty, phải liên tục tổ chức đào tạo các bạn ấy, xong đấy phải kèm cặp, thì gần như lúc đấy mình có thể ủy thác toàn bộ các bạn tham gia các khóa học đấy, các bạn được đào tạo hết những gì mà mình cần và thực hiện ở công ty. Gần như là giáo trình ở khi dựng lên đã bám sát cái giáo trình mình trước giờ vẫn dùng để đào tạo ở công ty, cho nên gần như khi các bạn có thể kết thúc được khóa học đấy là các bạn đã được trang bị đủ hết tất cả kiến thức mình cần tối thiểu để cho các bạn thực tập khác, nếu thực tập trực tiếp công ty mà không qua các trung tâm đào tạo là phải đạt được. Đấy, tất nhiên là cái bổ trợ của trung tâm thì nội dung nó sẽ dài rất nhiều, còn ở phía công ty thì bên mình cái giáo trình sẽ ngắn đi và cái thời gian đào tạo cũng như sự hỗ trợ của nhân sự nó sẽ không bằng so với việc các bạn đi học. Đấy, thành ra chính vì như thế nên các bạn có cái phần kiến thức và phần thực hành cũng như lý thuyết là tương đối ổn, và gần như sau đấy khi vào dự án mà vấn đề còn lại bọn mình chỉ đào tạo theo công nghệ mà công ty đang sử dụng và đội đang làm. Đấy, thì nó vào cũng khá nhanh, bởi vì khi đã có kiến thức nền tảng được trang bị tương đối ổn thì tiếp theo vào công nghệ rất là nhanh. Cái việc chúng ta học kiến thức cơ bản đôi khi chúng ta mất đến vài năm, hoặc để đào tạo lại cũng mất đến 4 đến 5 tháng, nhưng để học một framework đôi khi chúng ta chỉ mất khoảng 1 đến 2 tháng thôi. Và chưa nói các bạn học kiến thức cơ bản rồi và việc đào tạo cũng như bên mình có sẵn giáo trình những phần đấy rồi thì việc vào dự án các bạn ấy phải nói là cũng ổn. Vậy thì trong cái lộ trình phát triển của mình trong cái thời gian tới ấy, thì câu hỏi dành cho chị Liên là cái định hướng của mình, hoặc là trong thời gian tới thì Thiên Hoàng đang có cái số lượng tuyển dụng ấy, đấy trong cái lộ trình phát triển ấy, thì nó thiên về cái ngôn ngữ hoặc vị trí gì là nhiều? Trong cái kế hoạch tuyển dụng của Thiên Hoàng thì ngoài cái trung tâm của bên anh Hà ra thì còn có các trung tâm phần mềm khác, thì bên mình chủ yếu tuyển dụng ngôn ngữ .NET và tuyển các bạn tester là nhiều. Vậy thì ở trung tâm anh Hà thì ngoài cái chung với cả công ty ra thì mình có phát triển thêm những ngôn ngữ nào khác không?
ở bên nhu cầu chung của bên mình hiện giờ của cả công ty ấy, thì cả công ty mình trước thì bao gồm bên mình có tuyển dụng khá lớn ở nhiều vị trí khác nhau, bao gồm cả các bạn ở kiểm thử giờ cũng rất phong phú các lĩnh vực, bao gồm các bạn kiểm thử theo manual test và cho biết test cây nó chạy thủ công nhân sự ngoài làm, và bây giờ cũng bắt đầu phát triển mạnh các mảng liên quan đến test tự động, vì các dự án bên mình khi triển khai sang cái dạng service thì cũng cần khá nhiều các cái kỹ năng và các cái test cây, những cái test tool để có thể đảm bảo test được các web API, web service. Để cho việc này test tự động cũng đang là nhu cầu mình đang có, thậm chí là đang phải tự đào tạo. Mảng nữa là các mảng liên quan đến hỗ trợ dự án như bên tư vấn, bên giải pháp, rồi các bên về phân tích thiết kế. Đấy thì đúng là nhu cầu bên công ty đang có. Còn ở phía dự án bên mình thì chúng ta hình dung là các dự án nhà nước, các dự án bên mình làm thì các dự án cũ nó cũng là các dự án đang còn nét. Tuy nhiên bây giờ thì khi mà quy mô dự án độ phức tạp nó đang mở rộng dần lên. Và bọn mình ngoài dự án nhà nước ra thì cũng làm cả các dự án với tư nhân, làm các dòng sản phẩm để bán. Cho nên là các dòng công nghệ nó cũng đang mở rộng khá nhiều, bao gồm cả các mảng về machine learning hoặc AI. Bây giờ thì các giải pháp đang nghiên cứu thì có thể sử dụng giải pháp về C hoặc Python. Các mảng về bên mình đang làm thì có cả dự án liên quan đến tầng IoT thì cũng cần các bạn làm về C, làm về nhúng, làm về điện tử viễn thông. Lại rồi các mảng về transfer dữ liệu, mảng lưu trữ dữ liệu big data, phân tích dữ liệu lớn thu thập được từ các cái nhánh đấy về, rồi các ứng dụng về phần chia sẻ dữ liệu, ứng dụng về thu thập thì dạng web service như vậy. Rồi các ứng dụng web mình làm ra thì cũng triển khai các mảng về cross platform. Vì bây giờ mình sẽ thấy là một trong những cái mảng công nghệ đang hot là dùng rất nhiều JavaScript hoặc Python, nhất là trong ứng dụng thì dùng JavaScript để phát triển các tầng presentation, bao gồm cả cho web, cho mobile, Android hoặc là iOS. Đấy thì đều dùng các giải pháp công nghệ framework mạnh bây giờ về JavaScript để triển khai. Ví dụ mình dùng về Angular, về React Native, React.js hoặc là dùng Vue.js để triển khai ứng dụng để phát triển các cái nền tảng cho nó. Đấy thì các công nghệ bây giờ cũng đang mở rộng khá nhiều. Đấy, như vậy thì mình có cả nhu cầu tuyển dụng về JavaScript, về PHP, về Java, về .NET, về các mảng về IoT, về Python và cả về Big Data nữa. Ok, hôm nay cảm ơn hai anh chị đã dành thời gian để có thể chia sẻ một số thông tin về nhân sự của NIT đang công tác tại đây. Và cũng xin chúc cho doanh nghiệp của mình là ngày càng thành công và phát triển. Cảm ơn anh chị rất là nhiều.